Minh được Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đọc quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm nhâm dần Ngày này là ngày Tân Mùi tháng Quý Mão năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần và ngũ hành ngũ hành niên mệnh lọ bản thổ ngày tân mùi tức chi sinh can nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát và nạp âm lọ bản thổ kỵ tuổi tân sửu đinh sửu ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xông với xỉu hình xỉu hại tý phá tuất và tuyệt xỉu về tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi quý xỉu đinh xỉu ất dậu ất mão tuổi xung trong tháng tuổi tân dậu đinh dậu đinh mão về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao âm đức tốt mọi việc sao mạn đức tinh tốt mọi việc sao tục thế tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao tam hợp tốt mọi việc sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao đại hao xấu mọi việc sao hỏa tai xấu đối với xây dựng nhà cửa độ mái sửa sang nhà cửa sao nhân cách xấu đối với việc giá thú khởi tạo sao trùng phục kỵ về an táng giá thú vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng tây nam và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022 mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết tử vi tuổi tý thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022 ngày thứ bảy này với bạn tuổi tí xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo rất dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh do chịu tác động của cục diện ngũ hành tí mùi tương hại gây ra bạn mệnh tuổi tí thường không chịu nghiên lọt tai những ý kiến của người khác vì thường cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất với bạn tuổi tí trong ngày này đừng có để cho thái độ làm việc như vậy khiến cho những kẻ tiểu nhân có cơ hội để lợi dụng và hãm hại bạn bạn mạnh hãy thật cẩn trọng mỗi khi đưa ra quyết định, sự nóng vội và chủ quan sẽ khiến cho bạn càng dễ rơi vào bẫy của những kẻ xấu mà thôi nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc Điều này còn cho thấy với bạn đang có nhiều mâu thuẫn đang tồn tại trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia của mình. Và nếu như bạn cứ để mọi chuyện tiếp tục như hiện tại thì tình cảm của hai người sẽ nhanh chóng trở nên lạnh nhạt và thậm chí dẫn tới độ vỡ nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi giáp Tý thuộc mệnh kim tự cho rằng mình là người đúng đắn, hiểu chuyện nhất, Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy thường xuyên nóng nảy và cáo kỉnh, không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa không nên chủ quan lơ là trong công việc của mình. Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ dễ mắc bệnh của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên dành thời gian cho nửa kia của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp ba sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 21, số 71, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi xỉu, siêm tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất Sửu mùi. Điều này làm cho vận trình sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay phát triển theo chiều hướng xấu. Sự lơ là khiến cho bạn dễ gặp phải những khúc mắc ngay cả trong những công việc tưởng chừng như là rất quen thuộc của mình nữa. Vì thế với bạn tuổi xỉu trong ngày này bạn cần phải hết sức thận trọng mỗi khi đưa ra bất cứ quyết định nào tránh những hành động nông nổi gây thêm nhiều phiền phức cho chính bản thân mình dù là việc đơn giản đến mấy đi chăng nữa bạn cũng không được chủ quan bạn tuổi xỉu nhé và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên tránh gây mâu thuẫn với bạn bè và đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Nếu như có ý kiến bất đồng xảy ra thì đôi bên cũng nên trao đổi một cách cởi mở, có thiện chí, chớ có nâng cao quan điểm của bản thân mình, hạ thấp quan điểm của người khác bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim trở nên chủ quan ngay cả trong những công việc quen thuộc của mình, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy dễ cảm thấy căng thẳng, áp lực. Khi đối diện với công việc, Tử Vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa cần phải bình tĩnh để trao đổi các vấn đề mình gặp phải trong công việc. Tử Vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Tử Vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc hạn chế những mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 65, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vui tuổi dần thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi dần nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh, nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc và cẩn trọng của mình trong ngày. Với bạn tuổi dần, đang được lãnh đạo giao cho phụ trách nhiều công việc quan trọng, vì vậy bạn cần phải cố gắng phát huy năng lực của bản thân mình hơn nữa bạn tuổi dần trong ngày này đây cũng chính là thời điểm để cho bạn vươn lên khẳng định bản thân mình bạn đừng có trần từ do dự khi cơ hội xuất hiện trước mắt mình bạn hãy tự tin thể hiện bản thân mình bởi bạn có khả năng riêng biệt và chẳng hề thua kiếm bất cứ ai cả nhé tuy nhiên với bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc Điều này còn cho thấy về mối quan hệ tình cảm của bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Và với bạn tuổi dần, không nên trút giận lên đầu người ấy dù bạn có đang phải chịu căng thẳng hay là mệt mỏi vì áp lực bên ngoài xã hội đi chăng nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy được nhiều người tin tưởng và giao cho trọng trách quan trọng. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa làm việc nghiêm túc cẩn trọng, đạt được thành tích tốt trong công việc. Từ vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, công việc căng thẳng, nhưng bạn không nên tút giận lên người khác. Từ vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, không nên chần chừ do dự trước những cơ hội đến trước mặt mình. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, nên tâm sự với nửa kia để tháo gỡ những bất đồng đang gặp phải và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao quân số may mắn số 32 số 70 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu xanh da trời màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Tuất tuổi Hợi tử vi tuổi mão thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được những cơ hội để sửa chữa những sai sót của mình nhằm cải thiện đời sống tình cảm hiện tại của mình nữa. Và trong ngày này, đối với những ai đang quản độc thân, hãy cởi mở hơn, mở lòng mình hơn, mềm dẻo hơn, chứ đừng quá lạnh lùng, kẻo bạn lại đánh mất đi những cơ hội đang đến với mình. Với bạn tuổi mão, bạn là người được quý nhân chia chở cho nên cuộc sống nhất định sẽ sung túc về sau này. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão, lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Và đây là lời nhắc nhở, cảnh báo cho bạn đừng có đặt cuộc sống của mình ở chế độ tự động, tinh thần mất kiểm soát có thể sẽ gây cho bạn những rắc rối trong ngày hôm nay. Bạn cần phải có ý thức về từng hành động của mình, điều đó là vô cùng quan trọng nếu như bạn muốn có được một ngày trôi qua hiệu quả với mình. Lại thêm, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc điều này cho thấy với bạn dễ vướng vào những điều tiếng không hay cho dù bạn đã nỗ lực khá nhiều bạn đừng có tự trách bản thân mình vì dù sao bạn cũng đã cố gắng hết sức không phải ai cũng đủ để thấu hiểu và ghi nhận công lao của bạn đâu nhé vài câu quýt cho bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy dễ bị mất mát về tiền của vì sự bất cận của bản thân từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nếu như bạn làm mọi việc nửa vời thì cũng chỉ nhận được kết quả nửa vời từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ dễ vướng vào thị phi bị người khác ganh ghét từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tình duyên được thám sát vượng duyên lứa đôi từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim hiểu lầm tiêu tan nhờ sự chia chĩa chia sẻ thẳng thắn với nhau. Về đánh giá của ba tuổi mạo trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 35, số 90, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi, tử vi tuổi thìn thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay khó tránh khỏi những tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Và với bạn tuổi thìn nên học cách kiềm chế bản thân mình, tự đánh giá lại bản thân mình trước khi tranh cãi hoặc là oán trách người khác nhé. Với bà Thủ thìn, bạn là người vốn kiên định và có ý chí tín thủ, nhưng bạn không phải tài dội tới mức bỏ ngoài tai những lời hướng dẫn, những lời khuyên bảo của những người có kinh nghiệm. Bạn trở nên hành động một cách mù quáng, kéo bạn phải hối tiếc về sau này nữa bạn Thủ thìn nhá May mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn Thủ thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người khác giới lại khá tốt đẹp. Nếu như bạn đang còn độc thân, bạn nên mở rộng lòng mình hơn với mọi người xung quanh. Bạn sẽ phát hiện ra người thật lòng dành tình cảm cho mình nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này. Từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nên tự kiểm điểm lại bản thân để nhận ra những khuyết điểm của mình. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ dễ vướng vào những mâu thuẫn, tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim trở nên coi thường lời góp ý của người khác từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên cho mọi người cơ hội tiếp cận với mình về đánh giá của bà Tử Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 36, số 78, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu, tuổi tí, tử vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang phát triển rất chi là tốt đẹp. Hai người luôn chú ý và dành nhiều thời gian để tỏa chuyện tâm sự với nhau nhờ đó mà đôi bên càng ngày càng lúc càng thấu hiểu lẫn nhau nữa. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của những người khác phái. Và bạn thủ tỷ, bạn cũng đừng có sống mãi trong thế giới riêng của mình như vậy. Hãy bước qua quá khứ và cho người khác cơ hội cũng như là cho mình cơ hội vì bạn là người rất quyến rũ nữa bạn thủ tỷ nhé bước sang ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh điều này cho thấy với bạn là người rất tài năng nhưng cũng dễ hài lòng với thực tại và nếu như bạn cứ tiếp tục trong tình trạng này bạn rất dễ dàng rơi vào tình cảnh dậm chân tại chỗ tạo điều kiện cho người khác vượt qua mặt mình bạn cần phải cố gắng hơn nữa trong thời gian tới bạn tuổi tỵ nhé về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất tỵ thì thuộc mệnh hỏa nhận được sự quan tâm để ý của những người khác phái từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp và có được sự thấu hiểu lẫn nhau từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc dễ bằng lòng với thực tại không muốn phấn đấu từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim không nên nhốt mình trong thế giới riêng từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy hãy cố gắng hơn nữa trong năm tới nhé và đánh giá của bà tuổi tỷ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 14 số 65 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu hồng màu tím quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Dậu tờ Vê Tuổi Ngọ thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với ban tử ngọ, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ và ngày hôm nay rất thích hợp để cho bạn tử ngọ đầu tư, kinh doanh, buôn bán hay là hợp tác làm ăn. Nếu như bạn biết phát huy khả năng nhìn nhận, đánh giá về tình hình chuẩn xác của bản thân mình thì bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư, hợp tác, hứa hẹn mang về cho mình không ít lợi nhuận nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi ngọ, đối với những bạn làm công ăn lương, bạn là người càng quên biết lâu thì càng được mọi người yêu mến. Bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai của mình về sau này nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ, cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy trong gia đình với bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái của mình mỗi ngày. Bạn muốn mình trở thành một người bạn đáng tin cậy của con cái và cùng con cái vượt qua bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống nữa. Vài câu quyết cho bạn tử ngọa trong ngày thứ bảy này. tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim khả năng đánh giá tình hình một cách chuẩn xác. tử vi tuổi bính ngọa thuộc mệnh thủy tìm được những mối đầu tư hứa hẹn mang về cho bạn không ít tài lộc từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa tốt đẹp từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh hổ gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc thường xuyên trò chuyện với con cái của mình về đánh giá của bạn tử ngoại trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 35, số 78, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt, tuổi mùi. Tử vi tuổi mùi thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Với bạn tuổi mùi, bạn đang có chí tín thủ và rất độc lập, mạnh mẽ. Một khi đã xác định được đích đến cho mình, bạn sẽ cố gắng thực hiện cho đến cùng, bất chấp mọi việc có bị người xung quanh phản đối hay là không nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi mùi, bạn lại dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp vì có ý kiến bất đồng và bạn trở nên coi mình là nhất, bắt mọi người phải nghe theo mình một cách vô lý. Muốn mọi người nhất trí với mình thì bạn phải bày tỏ vấn đề, phải thuyết phục được mọi người trước cái đã và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm nhâm dần. Theo hải thượng lạt ông, ngày này nhân thần nằm ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy với ba tuổi mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xẻ châm chích ở các vị trí này. Nếu như bà tuổi mùi trong ngày này có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng tây nam đây là hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi Vài câu quýt cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Từ vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, dễ mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp vì ý kiến bất đồng. Từ vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có chí tiến thủ, không sợ khó khăn, thử thách. Từ vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hãy học cách trình bày vấn đề thuyết phục mọi người hơn. Từ vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, không nên tự coi mình là nhất. Từ vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, Cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đề ra, bạn sẽ đạt được mục đích mà mình đã đề ra nhé. Và đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 94, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi máu, tuổi ngọ, tuổi mùi, từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày rất vượng vận về đào hoa khi bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Nhờ bản tính cởi mở, nhiệt tình, bạn mệnh có thể dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên nữa. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi thân, nếu như bạn là người đã lập gia đình rồi, thì bạn cần phải giữ khoảng cách với những người khác phái, chứ đừng có vì một chút ham vui mà làm ra những việc tổn hại tới hạnh phúc gia đình, tới danh tiếng của bản thân mình nữa bạn tuổi thân nhé. Trên phương diện sự nghiệp, bạn tuổi thân trong ngày này lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên có những mâu thuẫn với những người làm lãnh đạo. Cho dù bạn không hài lòng với quyết định của cấp trên đi chăng nữa thì bạn cũng chớ nên nóng nảy, nghĩ gì là nói nấy, đối đầu với cấp trên bởi việc đó có thể ảnh hưởng tới tiền đồ tương lai, sự nghiệp của bạn về sau này nữa nhé. Về câu quyết cho bản tuổi thân trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người. Từ vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, thu hút ánh mắt của những người khác phái. Từ vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, không nên buông thả theo cảm xúc nhất thời của bản thân. Từ vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, có cách cư xử sao cho, khiếu liếu, phù hợp với mọi người xung quanh. Từ vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, chớ nên mâu thuẫn với những người làm lãnh đạo. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 26, số 58, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều vận may về tài lộc, đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán. Với những hướng phát triển mà bạn đã lựa chọn từ trước, dần sẽ mang lại cho bạn có được hiệu quả rõ rệt, bạn có thể thu được lợi nhuận đáng mong đợi trong ngày hôm nay nữa. Và với bạn tuổi Dậu, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình, chứ đừng có dễ dàng hài lòng với thực tại, bạn vốn là người rất tài và vẫn chưa phát hiện ra khả năng của mình mà thôi. Bạn cần phải khẳng định bản thân mình để cho mọi người phải nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ nữa bạn tuổi Dậu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống mọi ngày. Và bạn tin tưởng vào nửa kia của mình, đôi bên luôn chú trọng trong việc vun đắp tình cảm với nhau nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy tìm ra định hướng phù hợp cho bản thân. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nắm bắt tâm tư tình cảm của các thành viên trong gia đình. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 20, số 86, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn Tuất xỉu mùi. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo rất có thể những lời nói suy nghĩ của bạn dễ làm tổn thương người khác trong ngày hôm nay lắm nhé. Và tốt nhất với bạn tuổi Tuất chớ nên có nỗi năng và hành động thiếu cảm xúc nhất thời nóng nảy của mình trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất, bạn thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy khiến cho khó khăn lại càng trồng chất khó khăn. Bạn cần phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bạn tuổi Tuất nhé trong ngày này bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng điều này tôi thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của chính mình khiến cho những việc vốn tưởng chừng là đơn giản thành ra lại phức tạp bạn cần phải quan sát dưới góc độ khác xem sao bạn sẽ tìm ra được hướng đột phá để giải quyết cho vấn đề hiện tại mà bạn đang gặp phải nữa nhé về câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa nên tự tin hơn vào khả năng của mình tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ dễ gây tổn thương cho người khác vì không tự để ý tư cách diện đạt của bản thân. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc đừng phức tạp hóa vấn đề quá mức. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim quá cố chấp với suy nghĩ của chính mình. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy không nên quá lo lắng khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 84, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tuất. Từ vi tuổi hỏi thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ khác với thủy, điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với các thành viên trong nhà lại không được êm ấm cho lắm. Thậm chí, sự phản đối của các thành viên trong gia đình, đặc biệt trong những quyết định lớn lao, khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng vô cùng nữa nhé. Với bạn tuổi hỏi trong ngày này, trước mắt bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm lại bản thân mình, hãy tự đánh giá xem quyết định của mình liệu có sai sót ở đâu không, vì sao mình lại không nhận được sự đồng tình ủng hộ của mọi người trong gia đình như vậy. Và trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hỏi lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bạn là người nghiêm túc và có kỷ luật. Tuy nhiên, điều đó lại khiến cho bạn thường xuyên trở nên cứng nhắc và thậm chí là hạn chế trong việc tiếp thu những cái mới. Và bạn đừng có để cho những kiến thức đã biết giới hạn bản thân mình. Hãy thử cởi mở, mở rộng lòng mình hơn nữa bạn tuổi hợi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này. Từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa không nên thất vọng với thực tại trước mắt. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không nhận được sự ủng hộ của mọi người trong gia đình. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc suy nghĩ cứng nhắc cần phải học cách thay đổi lối suy nghĩ của mình từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh nên trò chuyện với nhau nhiều hơn từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy làm việc có chừng mực chú ý trong cách cư xử của bản thân và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao quân số may mắn số 32 số 81 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cá tường màu xanh nước biển màu xanh da trời quý nhập phù trợ tuổi Sửu tuổi Dần tuổi Mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại